Jin Tuấn Kiệt tiết lộ cách xưng hô hiện tại với vợ sắp cưới Puka. Mới đây, Jin Tuấn Kiệt và Puka cùng xuất hiện trong một sự kiện hậu công khai hẹn hò trước công chúng. Khi được hỏi về cách xưng hô hiện tại với vợ tương lai, Jin Tuấn Kiệt ngượng ngùng cười nói: "Em kêu là Puka, em thích gọi gì em gọi, phải có lúc này lúc kia mới vui chứ." Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt sự kiện. Vì được quan tâm đặc biệt, cả hai tỏ ra ngượng ngùng trước ống kính. Jin Tuấn Kiệt bảnh bao trong bộ vest trắng, còn Puka nền nã trong trang phục áo dài truyền thống. Thoáng qua ai cũng ngỡ cả hai là nhân vật chính trong ngày trọng đại. Hiện tại khán giả đang nóng lòng chờ ngày cặp đôi lên xe hoa. Phía Puka cho biết cặp đôi đang dự định làm đám cưới cuối năm nay. Pu và Jin đã quen nhau được 4 năm rồi. Dịp sinh nhật hôm nay, Jin và Pu chính thức công khai chuyện hẹn hò, khẳng định bằng việc đã cầu hôn, đám cưới dự định sẽ tổ chức cuối năm. Một trong những lý do hai nghệ sĩ này thu hút sự chú ý của công chúng chính là việc cả hai quá đẹp đôi. Puka cho biết may mắn được bạn trai hiểu tính chất công việc nên đồng cảm. Về phần Jin Tuấn Kiệt, anh chia sẻ ngày xưa vạch cho mình cột mốc là năm 30 tuổi sẽ lấy vợ, thế nhưng đến hiện tại thì không. Jin Tuấn Kiệt hạnh phúc thông báo trong ngày sinh nhật, định 30 tuổi mới cưới vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa và đặc biệt là cảm ơn khán giả luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Jin Tuấn Kiệt và Puka hé lộ khoảnh khắc cầu hôn siêu ngọt ngào, đến khi đeo nhẫn vẫn còn tấu hài. Đầu tháng 9 vừa qua, Jin Tuấn Kiệt và Puka chính thức công khai mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài giấu kín. Cặp đôi còn xác nhận chuẩn bị tổ chức đám cưới. Puka đã nhận lời cầu hôn của Jin Tuấn Kiệt. Mới đây, hai nghệ sĩ còn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong buổi cầu hôn, khiến người hâm mộ thích thú. Jin Tuấn Kiệt tạo bất ngờ cho Puka bằng việc bí mật bài trí không gian cầu hôn đầy lãng mạn vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, đúng dịp kỷ niệm 1460 ngày yêu. Trong khoảnh khắc Jin Tuấn Kiệt cầm hoa và nhẫn bước ra cùng bạn bè đồng nghiệp bên cạnh cổ vũ, Puka đã bật khóc nức nở. Jin Tuấn Kiệt chia sẻ: "Lúc mới quen, em có nói không biết khi nào mình mới yêu nhau được 1.000 ngày. Nhưng hôm nay đã hơn 1.000 ngày rồi, nên anh muốn hỏi em một câu này. Em có đồng ý để anh làm chồng của em không?" Puka sau đó dành cho Jin Tuấn Kiệt một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đồng ý. Nữ diễn viên hài hước hỏi nên đeo nhẫn cầu hôn tay nào. Cặp đôi sau đó hôn nhau, chính thức đồng ý trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc và chứng kiến của bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Puka và Jin Tuấn Kiệt chưa hé lộ thông tin về đám cưới, nhưng theo một số đồn đoán, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 89, là diễn viên hài kịch được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp. Trong khi đó, Jin Tuấn Kiệt tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 94, kém Puka 5 tuổi và là một ca sĩ kiêm diễn viên. Jin Tuấn Kiệt sở hữu vẻ điển trai nam tính và từng tham gia diễn xuất trong nhiều dự án phim và MV, đều là những nghệ sĩ có tiếng trong showbiz Việt. Đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka dự kiến sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự như Trường Giang, MC Đại Nghĩa, Khải Như, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập Duy Khánh, vân vân. Đây hứa hẹn sẽ là hôn lễ rình rang của showbiz Việt cuối năm nay. Gia thế diễn viên Puka, vợ sắp cưới của Jin Tuấn Kiệt. Puka sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp trong một gia đình khá giả. Cô nàng chưa bao giờ bận tâm chuyện tiền bạc. Cô có quãng thời gian dài hạnh phúc trong sự sung túc ấm no, thậm chí là dư giả của một gia đình có điều kiện. Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 89, hiện đã 33 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Puka có chiều cao 1m62, là một diễn viên hài, diễn viên truyền hình, làm MC cho một số chương trình truyền hình. Puka là một diễn viên MC nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu phía Nam. Cô nổi tiếng với sự duyên dáng hài hước trên sân khấu cùng gương mặt khả ái xinh đẹp, sống một cuộc sống trong sạch và không có scandal, ghi điểm bởi lối diễn xuất chân thực, sinh động và vui vẻ trên sân khấu. Ngoài đời, Puka có nội tâm sâu sắc, đối mặt với nhiều sóng gió. Gần đây, Puka thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ cùng nhiều ngôi sao khác như Hòa Minzy, Minh Tú, Cara Phương. Được biết đến là diễn viên hài trẻ đẹp nổi bật trên sân khấu thế giới trẻ, Puka luôn lôi cuốn khán giả bằng những vai diễn sinh động, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của mình trong các chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Cười Xuyên Việt. Với sự lao động nghiêm túc không ngừng nghỉ, Puka trở nên hot ở làng hài phía Nam, khác hẳn với những vai diễn hoạt bát, tưng tửng, nói nhiều trên sân khấu. Ngoài đời, Puka điềm đạm và sống nội tâm. Năm 2008, Puka thi rớt Học viện Hàng không và quyết định từ Đồng Tháp lên Sài Gòn để học sân khấu điện ảnh. Puka chia sẻ, cô thần tượng nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, diễn viên Như Phúc nên quyết tâm theo đuổi con đường khó khăn này. Puka may mắn được vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, Thanh Kim Huệ chỉ điểm cho khóa đào tạo diễn viên của công ty Lasta. Tại đây, cô được học diễn từ những bậc thầy trong ngành sân khấu điện ảnh như đạo diễn Đào Bá Sơn, diễn viên Minh Nhí, Công Ninh. Nhận thấy đam mê như lửa được châm dầu, Puka nhanh chóng thi đỗ
vào trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và chinh phục khán giả qua những vai diễn hài hước trên sân khấu. Nữ diễn viên bắt đầu chạm ngõ sân khấu bằng một vai diễn nhỏ trong một vở diễn họa hồn. Sau đó cô trở thành cái tên quen thuộc của sân khấu thế giới trẻ với hàng loạt vở diễn Đời Như Ý hay Thần Tiên Cũng Nổi Điên, vân vân. Không chỉ có lối diễn tưng tửng hài hước, Puka lấy nước mắt của khán giả qua những phân cảnh xúc động trong những vở chính kịch. Năm 2016, Puka trở thành Á quân Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, chương trình giúp cô đến gần hơn với khán giả truyền hình, trở thành một trong những nữ diễn viên hài được yêu thích trong sân khấu phía Nam. Không chỉ bó mình trong biên giới của sàn diễn sân khấu, Puka tích cực hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau. Cô tích cực xuất hiện trên phim truyền hình. Vai diễn nổi tiếng gần đây của Puka là Trinh, người em chồng lơ ngơ, ngơ ngáo nhưng cũng đầy toan tính của Công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Puka cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh của các đạo diễn nổi tiếng như Chạy Đi Rồi Tính của Nam Sito Bảo Nhân, Về Quê Ăn Tết của Ngô Thanh Vân. Ngoài ra, nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn, Puka đắt show tham gia game show. Cô xuất hiện ở nhiều chương trình như Thử Thách Người Nổi Tiếng, 100 triệu một phút, vân vân. Hầu hết các chương trình mà Puka tham gia đều nhận được phản hồi tích cực cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Năm 2016, Puka đoạt giải nữ diễn viên triển vọng của giải thưởng Ngôi Sao Xanh với phim Cô Thắm Về Làng. Năm 2017 và 2019, cô được đề cử giải Mai Vàng với những vai diễn trên sân khấu hài kịch. Puka kín tiếng trong đời tư, cô từng công khai hẹn hò với người đầu tiên trong showbiz là đạo diễn Diệp Tiên. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác chương trình Cười Xuyên Việt và trở thành người yêu sau một tháng tìm hiểu. Tuy nhiên, đạo diễn Diệp Tiên khi ấy được nhiều người bàn tán là chàng trai đào hoa lăng nhăng. Thậm chí nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng nói với Puka, Diệp Tiên xài tiền khủng khiếp, lăng nhăng kinh khủng mà sao con quản được. Tuy nhiên, vượt qua những nghi ngờ bàn tán, sự chân thành của Diệp Tiên dần tạo được sự tin tưởng với Puka. Họ thường xuyên xuất hiện hạnh phúc trong những sự kiện của sân khấu. Cả hai từng có dự định tiến đến hôn nhân, nhưng vào năm 2019, Puka bất ngờ xác nhận cô và Diệp Tiên đã chia tay. Lý do chia tay sau 3 năm hẹn hò là họ không còn hòa hợp, không chung quan điểm sống và kết thúc sớm sẽ tốt hơn cho cả hai. Puka bày tỏ, dù chia tay, quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai. Và mới đây mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Jin Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Puka. Đây là cái kết đẹp được cả dàn sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi thu hút gần 1 triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng. Ngay sau đó, Jin Tuấn Kiệt và Puka cùng lộ diện trong buổi sinh nhật thân mật của Jin Tuấn Kiệt. Lần đầu xuất hiện với cương vị mới là vợ chồng sắp cưới, Puka và Jin Tuấn Kiệt ngồi sát cạnh nhau, khuôn mặt của cặp đôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau pha trò lầy lội với dàn khách mời. Những người bạn thân thiết của Puka và Jin Tuấn Kiệt như Huỳnh Lập, Chris Van, Đại Nghĩa, Anh Tú, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập đều có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Bố mẹ Jin Tuấn Kiệt cũng xuất hiện trong dịp này. Đây là lần đầu tiên Puka công khai xuất hiện trong khung ảnh cùng bố mẹ chồng tương lai. Trước khi xác nhận cưới, Puka đã nhiều lần bị soi tham dự buổi tiệc thân mật cùng gia đình Jin Tuấn Kiệt. Có thể thấy mối quan hệ của Puka và nhà vị hôn phu rất thân thiết, gắn bó từ nhiều năm qua. Cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm. Hy vọng đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ thành một đám cưới thế kỷ, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan mong chờ nhất.